Thử chơi Slam May Hot TikTok để xem là có hot như lời đồn. Ta-da! Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của Gen Nguyễn. Ngày hôm nay sẽ là một video đặc biệt về một loại Slam mà Gen vô cùng yêu thích và chắc hẳn là sẽ có rất nhiều bạn yêu thích luôn. Đó chính là Slam May. Ngày hôm nay thì Gen đã lựa chọn ra 3 loại Slam May vô cùng đẹp và mình cũng rất thích để giới thiệu với mọi người đây. Ok, let's go! Em Slam đầu tiên của ngày hôm nay đến từ nhà Trixie Slam May. Em nó có tên là Baby Cinnamon. Mở ra bên trong đáng yêu muốn xỉu luôn nè mọi người. Mấy cái hạt xốp đủ sắc cầu vồng, hòa quyện với cái chất Slam May trắng trắng và thêm kim tuyến lấp la lấp lánh. Em này thì có chứa rất là nhiều Snow Wonder không có pha trộn cho nên rất tơi và bông. Bây giờ mình hãy cùng mở ra xem nha. Trời ơi, mới mở ra một cái thôi là nghe cái mùi kẹo Apenlibe, mùi hương dâu nó thơm mà nó ngọt ngào muốn xỉu luôn á mấy bà. Khi mà mở đến đây thì Gen thấy đây là một cái hũ Slam có một cái sự phối hợp rất là hay nha. Từ chất Slam, màu sắc và hương thơm của Slam nó đều rất là ngọt ngào luôn, cho nên là tạo ra một cái tổng thể vô cùng đáng yêu cute for my wear. Cùng chơi thử em Slam này với Gen nha. Trời ơi, chạm tay vào một cái là ta nói cái cảm giác bông xốp tơi mềm ở trong cái bàn tay của mình siêu đã. Theo như shop nói thì cái em Slam May này được làm từ Snow Wonder không có pha trộn, cho nên là chất Slam sẽ rất là bông tơi. Lúc đầu khi mà mình nhìn thấy cái em Slam này thì mình cứ nghĩ là những hạt xốp nó sẽ dính vào Slam rất nhiều và nó sẽ không có đẹp khi mà chơi. Nhưng mà không ngờ là những cái hạt xốp này không có dính vào Slam nhiều á mọi người. Kiểu như nó không có rơi ra nhưng mà nó cũng không có bị dính vào cục Slam quá nhiều. Nó vẫn giữ được những cái hạt xốp đầy đủ màu sắc cầu vồng rất là xinh luôn. Mọi người xem Gen kéo cái cục Slam ra mà tuyết nó bông nó tơi siêu đã luôn á cả nhà. Mà để tôi tâm sự cho mọi người nghe là thật sự là Gen không phải là một đứa giỏi chơi Slam đâu mọi người. Cái tay của mình khá là vụng về. Cho nên là nhiều khi chơi Slam không có đã mắt thì mong mọi người lượng thứ bỏ qua nha. Mình sẽ chơi từ từ và sẽ học hỏi cũng như là cố gắng từng ngày để mỗi ngày mình sẽ chơi Slam mỗi ngày càng đẹp hơn nữa. Mà mọi người xem nè, trời ơi cái cục Slam này công nhận là nó rất bông, rất tơi nha cả nhà. Cái cảm giác mà mình cầm cục Slam kéo ra, cảm giác như là mình đang kéo một cái cục bông gòn hoặc là cái cục kẹo bông vậy đó, nó đã lắm luôn á mọi người. Để mà có thể đánh giá em này thì thật sự là từ mùi hương, màu sắc đến chất Slam, đến cái charm bé cinnamon rất là đáng yêu á, thì mình sẽ cho em Slam này 10 trên 10 luôn nha. Tại vì không có chỗ nào để chê hết trơn. Không biết là tôi chấm điểm có dễ tính quá hay không nữa, nhưng mà nãy giờ thật sự là chưa có tìm ra được chỗ nào để trừ. Mọi người cùng lắng nghe tiếng Slam với Gen nha. Em Slam May thứ hai trong ngày hôm nay sẽ là một em Slam khá là đặc biệt, cũng đến từ nhà Trixie Slam May luôn. Đây là một em Slam được kết hợp từ chất Slamber và Slam May. Slamber thì mình cũng chơi rất là nhiều lần rồi, Slam May thì chơi cũng nhiều lần luôn, nhưng mà sự kết hợp giữa Slamber và Slam May thì đây là lần đầu. Em này thì nó sẽ có hai lớp, một cái lớp ở trên thì màu vàng, một cái lớp phía dưới thì có màu nâu và có một cái bé charm rất là đáng yêu. Bé cuốn này thì có cái nón màu nâu và cái thân hình của bé cuốn thì có màu vàng, y chang như là cái cục Slam luôn á. Không biết mọi người chơi Slam thì như thế nào, còn mình thì mình sẽ để cái charm này riêng ra một bên, mình không có thích để chung với Slam. Vừa mở cái hũ Slam ra một cái là cái mùi vani của cái lớp màu vàng nó thơm ngào ngạt luôn. Do cái Slam này có hai lớp cho nên là khi mua về là Gen chơi liền. Tại vì mới mấy cái loại Slam mà nó có nhiều lớp như thế này để lâu á thì hai cái lớp nó sẽ hòa trộn vào nhau không có đẹp. Trời ơi, cái lớp Slamber ở trên nó siêu dẻo luôn á mọi người. Nhấn cái tay vào mà cái cảm giác nó siêu mềm mại ngay cái bàn tay của mình luôn. Còn cái lớp màu nâu ở phía dưới chính là Slam May. Mà theo như mình thấy cái lớp màu nâu ở phía dưới nó khá là đặc á cả nhà. Sau khi mà mình đã cho Slam ra ngoài thì bây giờ mình sẽ đặt cái charm bé cuốn lên nha. À mà nãy giờ tự nhiên quên nói tên cho mọi người nghe luôn á. Em Slam này thì có tên là Pomu Pomu Purin. Nghe cái tên đáng yêu muốn xỉu luôn, nhưng mà thật sự là tôi cũng không hiểu cái tên này có ý nghĩa là gì. Sau một hồi lên Google search thì cuối cùng mình đã hiểu Pomu Pomu Purin chính là tên của cái bé cuốn luôn á mọi người. Bóc cái lớp Slam May này lên nè, Slam May rất là nhiều tuyết luôn, dai, bông, tơi và đặc biệt là rất là đặc. Bây giờ thì mình sẽ phối hợp hai lớp lại với nhau. Cái cảm giác mà bóp một cái cục Slam của mình nó tay quầy ra như thế này để cho hai lớp Slamber và Slam May hòa trộn vào nhau. Nó đã ơi là đã luôn á mọi người.
Và đây chính là một số cảm nhận thực tế của Jen lúc mà lần đầu mình chơi cái em slam này. Em này thì cũng là slam mây, nhưng mà là slam mây phối hợp với slam bơ, cho nên là cái chất slam mây của cái em này nó sẽ đặc hơn là các loại slam khác. Nhưng mà công nhận là nó siêu dẻo và bóp thì siêu đã tay luôn á mọi người. Đây là một cái sự kết hợp mà Jen cũng rất là thích luôn á. Nó vừa có một cái độ tơi tơi của slam mây mà nó vừa có cái độ dẻo dẻo của slam bơ. Nói chung là rất là đã luôn, mùi thì siêu thơm, mùi sô-cô-la. Nói thiệt á là cái cục slam nó khá là đẹp, cho nên khi mà mình hòa trộn hai lớp vào nhau như thế này mình cảm giác hơi tiếc. Nhưng mà mua slam về để chơi mà tự nhiên tiếc làm cái gì. Mà bạn nào mà chơi slam á thì mới hiểu cảm giác của Jen lúc này. Kiểu như mình cứ cầm cái cục slam trên tay, mình cứ kéo qua kéo lại, kéo qua kéo lại, chỉ có đơn giản vậy thôi mà mình kéo hoài cả buổi luôn á mọi người. Có nhiều bạn không có chơi slam á thì vào bảo mình là trời ơi chơi cái cục này có gì đâu mà vui. Nhưng mà thật sự chỉ những người chơi người ta mới hiểu là vì sao chơi cái em này nó ghiền đến như vậy. Còn bây giờ thì Jen mời mọi người cùng nghe cái tiếng của cục slam này nha. Còn bây giờ là đến với tiết mục chấm điểm đây. Mùi hương vani và mùi hương sô-cô-la hòa quyện với nhau siêu thơm. Chất slam bơ và chất slam mây phối hợp lại ra một cái chất slam gì đó rất là mới lạ, nhưng mà chơi cũng rất đã tay. Màu sắc và cả cái charm thì rất là cute luôn. Thôi thì xem như tôi dễ tính đi, cho em này 10 trên 10 điểm. Còn bây giờ thì đến với em slam mây thứ 3 trong ngày hôm nay. Em slam này thì có cái tên là bướm nha mọi người. Có nghĩa là cái em slam mây này lấy cảm hứng từ những bé bướm bướm. Trời ơi, đây là một trong những cục slam mà Jen cũng vô cùng yêu thích luôn nha. Nó rất là đẹp. Để mình đổ mấy cái charm ra cho mọi người xem. Cái charm thì gồm có một bịch kim tuyến lấp la lấp lánh, một cái em bướm to to trong suốt và hai em bướm, một em màu hồng tím và một em màu xanh da trời. Trời ơi, tới đây là thấy đẹp lắm rồi đó. Bây giờ để tôi mở cái cục slam ra cho mọi người xem. Em này thì là chất slam mây và không có phối hợp với một chất slam nào hết. Nó chỉ đơn thuần là slam mây thôi. So với cái chất slam mây của em Baby Cinnamon ở đầu video mà Jen chơi thì cái em slam mây này nó sẽ hơi ướt hơn một xíu. Nhưng mà nói về độ bông, độ tơi, độ xốp, độ mềm thì cũng không có thua kém gì đâu nha. Bây giờ thì mình sẽ rắc mấy cái kim tuyến hologram này lên. Sau đó sẽ đặt cái charm bé bướm cưng cưng này nè và hai bé bướm nhỏ lên nữa. Trời ơi, nó đẹp, đẹp ơi là đẹp luôn đó mấy bà. Không biết cái gu của mấy bà sao á, chứ cái gu của tôi là thích mấy cái em slam giống vậy lắm nha. Kiểu giống như nó đẹp thơ mộng, nó đẹp nữ tính, cute phô mai que, rất là bánh bèo luôn á mọi người. Còn bây giờ chính là cái cảm giác vô cùng sung sướng khi mà chơi slam, đó chính là nhấn cái tay và kéo cái cục slam mây ra như thế này. Bây giờ thì mình sẽ hòa trộn cái em slam mây cùng với mấy cái kim tuyến này lại. Ba cái em charm con bướm này thì mình sẽ để riêng ra một bên. Bởi vì khi mà Jen chơi slam á thì mình rất là ghét bỏ chung mấy cái charm chung với slam, thì nó sẽ làm cho khi mà mình kéo cái cục slam nó không có được đã mọi người, cho nên là mình sẽ để riêng ra luôn. Chất slam mây thì xịn khỏi bàn luôn nha. À mà quên nói tên shop cho mọi người nghe. Em slam này đến từ nhà Bam Slam. Đây cũng là một trong những shop slam siêu nổi tiếng luôn, và đặc biệt là cái shop này khá là nổi tiếng ở trên Shopee. Còn hiện tại trên TikTok shop thì cái shop này chưa có đăng bán luôn á mọi người, cho nên là nếu bạn nào thích cái em này thì ghé qua Shopee mua nha. Em slam bướm bướm này á thì kiểu như là cái chất slam của nó về cơ bản là rất là đơn giản luôn, nó chỉ là slam mây và có màu trắng thôi. Nhưng mà cũng chính vì vậy cho nên là khi mình chơi cái slam này mình có cảm giác như là đang chạm vào một cái cục tuyết vậy á mọi người, nó đã lắm luôn á. Điều làm mình khá là ấn tượng về slam mây của shop này đó chính là khi kéo cái cục slam mây mình cảm nhận được cái độ dai ở trong cái cục slam. Cho nên là khi mình kéo cái cục slam ra siêu đã tay luôn nha. Em này á thì mình thấy có mùi kẹo dâu. Còn bây giờ thì đến với tiết mục chấm điểm cho em slam bướm bướm này ngày hôm nay. Ai nói dễ tính thêm một lần nữa thì tôi cũng chịu, nhưng mà thiệt sự là tôi thấy chất slam này quá là xuất sắc. Thêm cái ngoại hình bên ngoài của em nó thì cũng rất là đẹp, cho nên cho 10 trên 10. Và đó chính là trải nghiệm của Jen khi mà chơi ba em slam mây hot TikTok trong ngày hôm nay. Em nào thì mình cũng thích hết trơn, còn mọi người thì mọi người thích nhất em slam mây nào, hãy nhớ bình luận ở phía dưới cho Jen biết nha. Còn bây giờ là một số lưu ý khi mà chơi slam mà mọi người cần phải biết. Slam là một chất nhờn ma quái được làm từ keo và dung dịch làm đông, cho nên slam nó sẽ không phù hợp với những bạn nào có làn da tay mỏng manh nhạy cảm. Còn những bạn mà có làn da tay bình thường thì các bạn cũng có thể chơi bình thường, hoặc là các bạn cũng có thể mang bao tay để bảo vệ làn da tay của mình nha. Thứ hai, đó là slam không phải là đồ ăn, cho nên là các bạn ơi, cái này là đồ chơi, đừng có bỏ vào miệng và ăn nha, không có được đâu. Thứ ba, slam là một món đồ chơi không có phù hợp với những bạn quá nhỏ tuổi. Thứ tư,
tư, nhớ rửa tay sạch trước khi chơi slam và đặc biệt là sau khi chơi slam nha. Đó là một số lưu ý khi mà chơi slam. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên like video, đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để chúng ta gặp nhau vào lần sau. Chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ.